Trên Facebook, Phạm Tuấn chia sẻ một bài viết dài về những điều mình đã làm được. Đi kèm với đó là bức ảnh chụp dòng trạng thái mà mẹ của Phạm Tuấn đã gửi cho con trai. Trước tiên, hãy cùng xem mẹ của Phạm Tuấn đã viết những gì gửi cho con trai mình nhé. Cậu chủ nhỏ của mẹ rất có hiếu với mẹ, biết chăm lo cho mẹ và các em. Giúp đỡ mẹ những lúc khó khăn hoạn nạn, mẹ thật tự hào về con. Chúc con luôn mạnh khỏe, bình an, may mắn. Chặng đường con đi chỉ có thành công, thành đạt và sáng ngời như ánh hào quang tỏa sáng. Phạm Tuấn đã rất vui trước những lời tâm huyết của mẹ. Anh đã viết một bài viết dài về cuộc đời của mình, đồng thời không quên lời cảm ơn tới vị ân nhân Hoàng Tử Gió. Sau đây là nguyên văn bài viết của Phạm Tuấn. Ai sinh ra cũng có cha có mẹ. Cho dù bạn sinh ra trong nghèo khó hay là giàu sang, điều đầu tiên khi bước chân ra xã hội, trước khi yêu quý và hết lòng vì ai đó, hãy hết lòng vì bố mẹ mình trước. Vì đến bố mẹ mình mà mình còn không lo, không yêu quý thì đừng nói chuyện với người ngoài. Đánh giá một người nó đơn giản lắm. Hãy xem cách đối xử với người thân xung quanh họ, đó là cách họ đối xử với mình. Mình sinh ra trong gia đình nghèo khó, bố mẹ bỏ nhau nên mình phải ra ngoài kiếm tiền từ bé. Và đến giờ phút này, mình đã hoàn thành khoản nợ hơn 1 tỷ cho bố và giờ đang lo nốt một cơ sở quần áo cho anh trai và lo chỗ ở và chỗ việc làm cho mẹ. Và cuối cùng là lo cho anh Khá và mẹ của anh Khá. Cố gắng hoàn thiện nhà cho anh Khá là cuộc đời Phạm Tuấn dù chết cũng không hối tiếc. Vì cuộc đời này đối với em là quá đủ rồi anh Khá à. Em sinh ra đi đâu anh cũng cho em là nhất. Cảm giác được yêu quý, được nuông chiều, được chơi tất cả những thứ mình thích. Nhờ anh em lưu hộ bài viết này, 5 năm sau xem lại xem mình đã làm được cái gì nhé. Được biết, bố mẹ Phạm Tuấn hiện đã sống ly thân. Phạm Tuấn ở cùng bố, trong khi mẹ của Phạm Tuấn ở trọ. Dù gia đình không thực sự êm ấm và hoàn cảnh gia đình cũng không thực sự được thuận lợi, nhưng những gì Phạm Tuấn đã làm được thực sự rất đáng khâm phục.